Xin giới thiệu với anh em, đây là cản trước, bao là sốc trước, Xpander hàng tháo xe đang về rất nhiều tại phụ tùng An Việt. Đây, Mitsubishi An Việt, cản trước và bao là sốc trước, đây là cái bao là sốc trước. Và đây là cản sau đây là trước nhé, trước các bạn nhé, trước này. Về rất là nhiều, hiện tại chúng tôi đang về rất là nhiều luôn. Đây là cản sau, đấy. Đây là cản trước, bao là sốc trước, rất là nhiều luôn. Đấy, anh em nhìn, đấy, rất là nhiều. Cản trước bao là sốc trước đang được hàng này, hàng tháo xe các bạn nhé, hàng xịn chính hãng, nhưng mà tháo xe các bạn nhìn nó không gãy vỡ gì. Hàng này mình chưa qua, các bạn về chỉ cần trà đi và rửa sạch sẽ xong sau đó sơn lại theo màu xe của mình là ok, hàng nguyên bản không hề gãy vỡ, đẹp long lanh luôn đấy, các bạn nhìn rất là đẹp long lanh luôn, hàng nguyên bản không hề gãy vỡ tí gì cả. Về các bạn rằng là cản trước này về tất cả chúng ta đều phải sơn sửa lại đấy, chất nhựa đảm bảo đúng theo yêu cầu của hãng Mitsubishi. Vậy thì anh em trong quá trình khi chúng ta đi mà các bạn đâm va thì dẫn đến là nó bị vỡ mất cái cản trước này, vỡ mất cản trước và ba đợt sốc trước của dòng xe Mitsubishi Xpander, thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế, thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt. Chúng tôi nhập thêm cái hàng tháo xe này, hàng này hàng tháo xe đấy từ bên nước ngoài về để phục vụ anh em, bởi vì giá thành nó rẻ đi rất nhiều các bạn ạ. Nếu các bạn cùng một cái hàng này các bạn mua hàng xịn chính hãng thì nó rát gần như gấp đôi, còn hàng này chúng ta chỉ rẻ đi gần một nửa, nó rất tiết kiệm chi phí cho anh em khi mà anh em lơi xe đấy. Anh em nào đi không may bị va quệt, đâm va gãy vỡ mà chúng ta cần phải thay thế, các bạn cần phải thay thế và sửa chữa, thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng mitsubishi.vn. Hàng của chúng tôi về cực nhiều luôn, anh em lấy bao nhiêu cái cũng có. Giá thành thì rất là cạnh tranh bởi vì là phụ tùng Mitsubishi An Việt đặt cái lợi ích của khách hàng lên trên là trên hết. Chúng tôi luôn luôn hướng tới làm sao để chúng ta khi mà anh em đi, anh em sửa chữa gara mà anh em đi xe mà chúng ta cần phải thay thế phụ tùng thì làm sao tìm được cái hàng phụ tùng chất lượng tốt mà cái giá thành khi mà chúng ta, cái chi phí chúng ta phải bỏ ra để sửa chữa và thay thế nó rẻ nhất, nó tiết kiệm chi phí nhất cho anh em. Thì đấy, rất mong các bạn sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng mitsubishi.vn.